Dạ, nhà nấu nướng đi nhá, tôi ra tôi tranh thủ tôi cuốc tí để trồng rau nhá. Đi nhanh anh về cùng cơm cháo nhá, còn đi việc là xa đấy. Vướng cái này tí chết mà mình là người đặt mà. Ôi trời, khổ thế chứ, tí chết. May quá hôm nay tí nữa thì lại ăn một cái gọi là đánh lá tại cổng nhà mình. Khổ thế chứ nè, cuốc ruộng trồng rau. Năm nay hôm nay đất mềm quá, thế này mà tuần trước mà nghe bà vợ mà cuốc sớm thì vỡ cái mồm luôn. Đời quá đất tơi. Con gì nó nhỉ? Con gì nó cho vào mũi mình ấy nhỉ? Mày vừa phải đó nhá. Mày vừa phải thôi. Mày ý gì mà mày ý đúng mũi ta nào nào hả? Cái con chim gì kia? Bực quá tôi về rửa mặt thôi. Tức thế không biết. Đang cuốc ruộng hăng say gặp ngay màu trắng rơi ngay mũi mình. Tưởng sao cái ở trên trời, hóa ra ngoảnh lại thì là con chim di nó ị vào mồm em. Nhưng may nó không vào mồm mà nó vào mũi của em các bác ạ. Bà ơi, nay tôi may quá. Ông đi làm ăn kiểu gì? Chưa tan đồng nó về rồi. Tôi nói cho bà biết nhá, bà lãng phí quá nhá. Tết đến nơi rồi mà bà mua thịt cá nhiều này làm gì hả? Mua thịt nhiều làm gì cả? Mà dừa của bà đã thiếu gì dừa, bà mua dừa hả? Lãng phí quá nhá. Thiếu gì dừa? Nhà dừa treo không ăn không hết, lại cần mua thêm Này, dừa làm gì? không có tiền mua bánh kẹo tôi mua dừa về làm mứt đấy. Ông nói ít rồi. Lãng phí. Thôi tôi đi rửa cái mặt cho đỡ 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 tanh cái mồm đã. Trắng hết cả mũi. Ôi chua hết cả mặt, tanh hết cả một cái mồm mày. May là nó không rơi vào mồm, quả mới rơi vào mồm mình lại hết vẻ ánh sáng. Buồn cười nhỉ, tại sao nó đã mất công ý mà nó lại không ị vào cành cây nhỉ? Nó ị vào cái mặt mình nhỉ? Mặt mình chả lẽ rộng thế sao? Lãng phí. Năm hết Tết đến rồi mà lãng phí quá. Tôi ông nhịn cái gì ra nữa nhá. Để tôi ăn hết. Đừng có làm rồi rơi vỡ quả nước ra đấy, vỡ hết nước của tôi ra đấy. Quả dừa này kể thì nó cũng ngon. Như nhà mình tôi nghĩ là Tết thì cần gì phải làm mứt dừa. Hai quả dừa ăn quanh năm chả hết, mua dừa làm chi? Bà lãng phí nhá. Quá lãng phí. Tôi mua tôi ăn, không phải mua cho ông ăn, ông nói với tôi. Tôi Ông không ăn càng còn để tôi ăn hết. Cái thứ nhất là đừng ăn đấy. cái món này nha, bà nấu ngon cỡ nào nha thì tôi cũng không bao giờ ăn hết nhá. Giỏi thì hai phần, lãng phí quá. Con cháu u bên nhà vợ, u của vợ. Ngoài làm gì từ sáng đến giờ cãi nhau om sòm thế? U xách cái gì đây? Xách sang cho ít thịt đó. Lãng phí quá. Mời u vào, lãng phí quá. Được thì đó. Mày mua lắm dây chun ha. Ôi trời ơi. Ui nhìn xem đây là cái gì?
Con mua 2 quả dừa, con làm mứt, xong rồi để Tết nếu u quả con quả. Ôi, cái thằng con trai rượu của u ấy. Ăn thì ăn lắm, đấy, thấy mua cái gì cũng kêu là quý. Trước kia thì là con trai rượu của u, như từ khi nấy mụ giờ tôi là con rể rồi, hiểu chưa? Bây giờ lúc nào con trai rượu, rượu rượu mà chẳng được, nên rượu là bao giờ? Hôm nay u mà căng chi xương, lãng phí, quá lãng phí. Tên nơi rồi, tiết kiệm đi. Tiết kiệm đi. Ăn thì ăn lắm như thế, làm cái gì cũng kêu. Ôi, ôi, càng sống mức đông thì càng thấy đáng bà. Suốt ngày lèm bèm, nói thì lắm. Nó xấu cũng xấu ra lắm. Đúng rồi, không bỏ thì con phải chịu đấy. Đấy, con làm thức ăn cái, ông ăn khoảng tầm 3 tuần thôi. Mà đến lúc nào cũng kêu là bà mua nhiều mới lãng phí. Nếu là mua nhiều, nếu nó không mua nhiều thì chắc là nấu cho xong là hết rồi. Bục từ đầu nuôi. Ăn thì ăn rượu. Rồi cho con ít thịt tiêu vào đây. U sang chơi có việc gì đấy nói luôn. Khỏi đi nữa, thằng con rể đi khỏi này, nói nhiều. Giấc đầu lắm, nằm hết Tết đến. Ủa tôi đang thăm tôi, ông cằn nhằn cái gì? Việc của ông à? Bắn. Bắn quá. Tôi phải nghe nó tham ăn đấy thôi. Nhưng mà nó tốt chứ. Bắn mềm lắm. Tốt hay không thì chả thấy đâu. Thì thấy phá hoại nhiều, làm chả làm được cái việc gì ra hồn đâu. Ông lên đấy mà bán mình chính đây cho tôi. U này, u mà quần này, ôi quần này, váy này, ôi dương đầu u. Hôm đợt này tao nó còn phi dê. Này, tao u phi dê. Nhìn như, nhìn như cái ngựa bạch mã. Không phải u thế. Nhìn con mẹ mà, hôm nay sáng sớm, u của mình biết điều. Khang, đút nó, ok. Khúc xương thịt bò. Khúc xương lại có cả thịt bò. Không ăn thì không ăn về. Không ăn thì không ăn thế nào. Làm phí quá nhưng vẫn phải ăn. Đúng không ăn về. Không có đâu. U đây ăn cơm nhá. Thôi u về. Ôi u ơi, u về nhà ăn cho ngon u ạ. Ở đây luốt không trôi đâu. Nó cứ tưởng mà ăn cơm. Nếu mà nó nói thế thì ai mà luốt được. Lâu lâu sang thăm bác Mập có nhà không? Chú Chắc à? Anh à, vâng. Anh bảo anh đang tìm thị trường mà. Hôm qua mới rơi, chứ chú mua trương làm gì mà nhiều. Em mua về để kho cá, cho anh trai về, em mua trai về để kho cá, con vợ nó cứ cằn nhằn mãi. Làm hết Tết đến rồi, lãng phí quá. Thôi. Lãng phí. Thôi, lâu no, nhá, sức khỏe anh có khỏe cả. Không? Được rồi, nhá. Thôi là mời chú vào uống nước. Chú đến chơi à? Anh ơi. Nhà anh, nó hỏi chú đến chơi à? Năm hết Tết đến rồi, lãng phí quá. Ây, chú để anh pha mới. Lãng phí qua, năm hết Tết đến rồi, lãng phí qua. Thôi, rông dài, anh em mình cũng rông dài nhá. Mời chú. Vâng. Chúng ta cứ phải chống lãng phí chú ạ. Anh có cái ghế anh dám ngồi đâu. Vì ngồi nó mòn, lãng phí quá. Thế Tết năm nay chuẩn bị tinh thần Tết đến đâu rồi? Nói chú này, đến giờ cũng chả có đến cách nào. Ôi giời ơi, năm nay nó suy thoái kinh tế. Năm nay anh em mình chống lãng phí, chúc sức khỏe anh nhá. Ôi ơi chú, chả năm nào như cái năm nay. Năm xưa thì Covid. Năm nay thì không có hôn. Làm ăn khó khăn. Tết này cũng chuẩn bị là chống lãng phí.
Vâng anh. Nước anh pha chiều hôm qua. Vâng thôi, anh uống chút chút khỏe. Thế thổi hiệu phải. Năm nay chú làm ăn được không? Năm nay nó suy thoái kinh tế. Năm nay thu nhập kém lắm anh ạ, chả ăn thua. Con vợ em nó cứ cằn nhằn suốt. Tháng được có vài đồng, trả đủ tiền cho cháu đi học. Chú mua cái chai tương này bao tiền một chai? Ôi giời, có... thôi nó chả đáng là bao nhiêu, nhưng mà để chống lãng phí. Nó có mới đồng tiền lẻ thôi mà. Cũng dù sao cảm ơn chú. Thế thì tự nhiên có chai tương anh lại phải nghiên cứu lúc này. Phải mua vài con tép thầu dầu. Cũng lại lãng phí quá. Thôi, thôi thông cảm rồi. Vào sáng chú đang chơi game sáng xíu chỉ biết bà hết mà có tí một tí giờ bây giờ nó đang một chiếc để tôi đủ chú về đã chán hay quá chán ăn luôn quá chán làm chú ăn cơm luôn nhà kiệt sĩ đã không dám mời người ta bữa cơm à chú nói chơi không thôi lâu lâu em sang hỏi thăm sức khỏe anh. Uống nước xong rồi em xin phép em về để em có tivi học. Chú đã mất công sang đây rồi thì chú quá bộ. Vào ăn với anh bát cơm sáng. Thôi tình cảm chị anh em mình. Chị cũng nấu nướng bát gạo. Nhưng chú ăn cũng thêm bát thêm đua chứ có thêm bát cơm đâu. Thôi tình cảm anh em mình. Em sang hỏi thăm chúc sức khỏe anh chị nhá. Thôi em xin phép. Từ giờ Tết là bữa sáng cũng phải nấu hạn chế cả lãng phí. Thôi nấu anh em mình tình cảm thế là được rồi. Thôi cảm ơn chú. Thôi chú về nhá. Vâng chào anh. Tết sang anh chơi nhá. Vâng. Chú ở đây ăn sáng chú ơi. Thôi mời anh chị em sang chơi thăm sức khỏe anh chị. Em xin phép em về nhá. Đằng nào đến rồi thôi ăn sáng đã. Không có nốt con cá mắm kia đi cả. Cái này chỉ cho vài miếng thôi nhá. Còn đâu cất đi. Hạn chế lãng phí. Ăn thế này là đủ rồi. Ông nhìn ra ông kiệt sĩ như thế, ông đã đặt bằng ai chưa? Tôi chưa cần nói ông hơn ai mà ông đã đặt bằng ai chưa? Ăn thì tham. Tục ăn, tục uống. Không, tôi phải nói là... Để đây là ông đếm cho đủ ông ăn thôi gì? Ừ. Mà ăn con cá. Ừ. Cái đồ kiệt xỉn, thằng này không cần, thằng này đi nhau.